ông thầy giáo bọn em ấy còn bảo là bọn mày dạy cho ta tiếng Việt đi. Em bây giờ bọn đối cho biết là bọn vội dạy cho ông ấy câu gì. Người mờ mờ hay là xinh gái đẹp trai? Xinh gái đẹp trai gì đấy á? Đừng biết như nào không? Ông bảo là bây giờ ví dụ như bọn mày bọn bây giờ làm cách nào? Lúc nào bọn người ta sẽ hỏi là dạy là khi nào là hello như nào đúng không? Thì là mình sẽ dạy bảo là xin chào. Tại vì là nói chung là nếu mà mình không nói xin chào thì người ta không tin rồi. Tại vì hello lúc nào cũng xin chào, là cứ gặp học sinh là xin chào xong á, ông ấy bảo là bây giờ mày dạy tao nói cái câu mà tao đẹp trai lắm, chồng thử bây giờ cho chồng đoán 3 lần xem mà dạy câu gì. Cứ gặp học sinh là ông ấy nói, cứ gặp học sinh người Việt là ông ấy nói nhá. Chồng trai quá chắc chắn chưa? 3 lần nhá, sai bú tao. Ông cứ gặp học sinh là xin chào bú tao. Mọi người thấy anh Long kim lọc không hả? Đây, nhà nông nghiệp. Lúc nào cũng kêu là anh là nông nghiệp chuyên nghiệp. Mọi người nhìn hoa này. Đây, mọi người nhìn hoa của cụ Long nhá. Anh là nhà, tao có rất nhiều kinh nghiệm về chăm hoa. Và tao có rất nhiều kinh nghiệm về trồng cây, bón phân. Nhưng mà xong cuối cùng nó nhìn. À trông. Review tiêm nọng. Tiêm nọng. Ôi thằng ơi. Review tiêm nọng cằm. Nào, cũng vừa tiêm nọng cách đây mấy ngày. Đẹp trai không? Đẹp trai không mọi người? Mọi người đợi hai nọng còn chưa? Còn ít thôi. Bình thường cái đoạn này là đoạn nọng lộc rồi. Mình không biết nhào nhưng mà kinh nghiệm của mình cái đoạn này là đoạn nọng lộc rồi như thế này. Đấy cho nên là mình mới tiêm được có 3-4 ngày thôi. Thì tầm 14 ngày nữa là mình sẽ nhắc lại. Nhưng mà mọi người thấy đẹp trai hơn không? Nhớ chụp lại chụp dưới đấy. Cô đấy chưa? Em cầm rồi sao anh cứ thần hồn ác thần tính ấy nhở? Này, chồng này. Biết rồi nhưng mà để phát thì thôi. Không tượng được. Lần sau ấy. Này, để vào máy này là kéo làm phát này ăn luôn này. Biết rồi nhưng cái góc này nó không đẹp. Người ta không góc chết thì không vào. Không, không chết rồi ông ơi. Ông thì có vào vẫn. Héo ông ở đây là tôi quên từ nước rồi. Quên từ nước rồi. À, 14 ngày nữa sẽ tiêm nhắc lại. Mọi người có thấy mũ đẹp trai hơn không? 14 ngày nữa tôi sẽ tiêm nhắc lại là nó lại vào việc ngay. Mình gặp anh chị trên phố à? Đúng rồi, hay anh chị vừa đi leo heo phố đi bộ không? Em gặp em có thấy chị ngoài đời xinh hơn không em? Leo heo hay phết, vui phết. Hôm nay cụ Long vừa học được bao nhiêu cái văn hóa mới. Lại chào em rất mạnh con cũng tiệm. Cái thằng này đi đâu nó chào em. Tiên bạch à? Tiên bạch, tức bạch. Nhìn anh Long lại đẹp trai hơn nhỉ mọi người nhỉ? Nhìn mặt đỡ bị kiểu phị ai. Tầm 2 tuần nữa là mình nhắc lại phát rồi. Ôi, mọi người làm thần luôn. Nám thần. Có phải giảm cân đâu Phạm Long ơi, tiêm lọc mỡ đấy. Tiêm tan lọc mỡ. Có bắt đầu... Chưa vừa mua là mới quả tóc. Chồng lôi rồi. Ờ, khác, để lại chi. À, tầm 2 tuần nữa tiêm nhắc lại thì rồi đúng là rồi làm thần không góc chết luôn. Đúng góc. Anh Long có kể cho mình một câu chuyện là ngày xưa anh ấy đi học điện ấy, anh ấy hay bị giật điện. Bảo sao cho nên đầu anh hơi mâm, trông ngồi rất hậu vỡ ấy. Lại bố thực phẩm chức năng. Cái này là lọc gan này, lọc thận này, lọc đại tràng này. Chà, có cái gì nó uống vào mà lọc được hết như thế? Lọc cái gì nhỉ? Đại loại là lọc lăm lục phủ cũng đặn trong người. Không có chuyện đấy nhá mọi người nhá. Chả có cái gì mà uống vào mà lọc được hết lục phủ ngũ tạng hết. Được, có một thứ. Được, thể thao. Đúng rồi, thể thao. Trong hoạt động của thể thao à? Cũng mút nghệ luôn. Mấy ngày hôm nay anh nhìn toàn anh em học ở đó. Anh linh hồn phục tập. À con vợ nào thành công à, tập không? À chồng ơi, mai đội bóng ra quân kìa, mai đi đâu? Tên nào? Jacqueline.
chí. Đội bóng rất mong sự có mặt của anh chị trong trận ngày mai. Nếu như mà các bạn mà vào được chung kết thì mình sẽ tài trợ ít tiền để cho mọi người đi tập. Cho nên là mọi người hãy cố mang vinh quang về thủ nhà cháy. Ai là đội trưởng? Nguyễn Lực à? Nguyễn Lực em là đội trưởng à? Có mùi gì à? Là mà chị mùi luôn. Không phải, có mùi như kiểu mùi là mùi phân cây. Bảo xa mùi nó không khăng khăng ở đâu. Chỗ cụ nẹt mua ghê thật. Đâu, chỗ này nó vang ổn lắm. Nguyễn Lực à? Nguyễn Lực là đội trưởng à em? Em là đội trưởng à? Inbox cho anh tí anh tặng đội hai củ nhá. Gọi là anh không giàu đâu nhưng mà anh có tí gọi là tiền lức lôi trả đá cho anh em đá xong. Hai củ. Có ông ở khu dân Lào Cai bắt xe xuống đi đá không về. Trên tận Lào Cai. Anh tài trợ cho anh em trong ấy trả đá lức lôi Sting Thăng Long hai củ nhá. Nguyễn Lực ơi, inbox Facebook chính cho anh nhá. Ông còn ảo ảo, ông bảo là bây giờ ông muốn đổi tên thành chiến thần. Long thần. Long thần nghe hơi là hay ấy. Không, anh bảo anh muốn đổi tên thành chiến thần. Nhưng mà nghe như kiểu mấy ông chiến thần đọc lệnh thì tôi bảo là thôi đừng có đổi tên là chiến thần. Mở tên, đặt tên cái Facebook là Duy, của tên chồng ra ngoài là Duy Long Đặng ạ. Duy Long Đặng mở ngoặc đặc đơ. Đặc đơ nó thành thương hiệu luôn. Mà nhìn mặt anh hợp với cái chữ cô đặc đơ. Đúng không ạ, hôm tối chiều hôm nay ông vừa ngủ như thế rồi. Đầu làm nó cũng miên man. Miên man. Bị cái gối kêu chảy. Sưng cả mắt ra. Đặc đơ. Ông thầy giáo bọn em ấy còn bảo là bọn mày dạy cho ta tiếng Việt đi. Và em bây giờ vợ đối chồng biết là bọn vợ dạy cho ông cái câu gì. MMM hay là xinh gái đẹp trai gì? Xinh gái đẹp trai gì đấy á? Đừng biết như nào không? Ông bảo là bây giờ ví dụ như bọn mày bọn bây giờ làm cách nào, lúc nào bọn người ta sẽ hỏi là dạy là khi nào là hello như nào đúng không? Vì là mình sẽ dạy bảo là xin chào. Tại vì là nói chung là nếu mà mình không nói xin chào thì người ta không tin rồi. Tại vì hello lúc nào cũng xin chào, là cứ gặp học sinh là xin chào. Xong á, ông ấy bảo là bây giờ mày dạy tao nói cái câu mà tao đẹp trai lắm. Chồng thử, bây giờ cho chồng đoán 3 lần xem mà dạy câu gì. Sai. Chồng có đoán được, ăn 1 triệu luôn. Thầy đẹp trai lắm. Sai. Trời, thầy đang bảo là dạy bảo là thầy rất đẹp trai cơ mà. Xem cái đẹp trai này. Ờ, bảo là mày dạy bảo tao là thầy đẹp trai. Tức là ví dụ như ông bảo mày dạy tao hay nói là mày rất đẹp trai. Chồng tao đẹp trai không? Ờ. Đố chồng đoán, chồng vừa 2 lần đoán, chồng đoán xem là bọn học sinh ở bên đấy nó dạy ông thì nói cái gì. Sai. Câu nào cũng ngắn thôi thì một tay là mới nói được. Cứ gặp học sinh là ông ấy nói, cứ gặp học sinh người Việt là ông ấy nói nhá. Chắc chắn chưa? 3 lần nhá. Sai. Bú tao. Ông cứ gặp học sinh là xin chào, bú tao. Ông cứ gặp học sinh người Việt là xin chào bú tao luôn. Bọn nó dạy á. Ngày xưa nhá, ông ấy cũng bảo là bây giờ bọn mày dạy tao nói là xin chào mày rất đẹp trai thì bảo là thế thì ông cứ nói là lần sau cứ xin chào bú của tao. Thế là ông cứ gặp bọn trai ông bảo là xin chào bú của tao. Còn ví dụ ông mà gặp bọn con gái ấy mà bọn con gái kiểu ngày xưa bọn mình mà đi học thề với ông bà luôn, ngày xưa đi du học là nghịch cực kỳ. Cái hội học sinh Việt Nam ấy nghịch lắm luôn, toàn trêu thầy trêu cô thôi. Xong rồi thầy cô toàn bảo là dạy bọn tao nói là mày đẹp trai lắm đi chẳng hạn, hoặc là ngày mới tốt lành đi, toàn giận của tao.
là cứ khi nào mà gặp học sinh Việt Nam ấy là cứ ấy, xin chào mà thề kiểu hồi mà mình mới vào trường ấy tự nhiên gặp ông thầy ông cứ xin chào bố tao uồn. Xong cuối cùng mấy ông anh ở trong trường mới bảo là không phải đâu, bọn anh dạy ông ấy nói thế ấy, tức là kiểu ông ấy vẫn nghĩ đấy là trông mày rất đẹp ấy, là cứ gặp học sinh là cứ gặp các em học sinh Việt Nam là xin chào. Nhật á, Nhật nói tiếng ổi, Nhật nói tiếng Anh kém dã man luôn. Nhật nói tiếng Anh cực kỳ kém. Nhật này Hàn Quốc thì có nhiều người nói tiếng Anh hay, nhưng mà Thái, ôi Thái cũng đừng nói. Ôi, Thái là một nước nói tiếng Anh rất là nhiều, nhưng mà cái phát âm của người ta nghe buồn cười lắm. Nghe phát âm của tiếng Thái buồn cười lắm. Với cả kiểu mọi người cũng nghĩ là mọi người kiểu cứ đi xem đó. Anh theo anh đoán là kiểu con gái Hàn Quốc ở đây có xinh không? Xấu quá là trường luôn. Mẹ thề luôn, các bạn phải tự hào là nếu như các bạn mà là người Việt Nam ấy mà đi sang bên nước ngoài, người Việt á, cái nét tự nhiên của người Việt rất là đẹp. Các bà mà đi sang nước ngoài mà nhìn kiểu bọn du học sinh người Hàn Quốc ấy mà bọn nó chưa được phẫu thuật gì, ôi trông như ma lem luôn. Xấu. Không thể nào đẹp bằng người Việt luôn. Chẳng qua là kiểu đi lên trên mạng xong kiểu cứ xem phim xong cứ nghĩ là Hàn Quốc đẹp ấy. Ôi toàn các bà mẹ trông đúng ma chê khử hồn luôn, mắt thì như quả sợi chỉ. Xong lúc các bà ấy đi kiểu mấy cái bà mà kiểu người Hàn Quốc ấy, mấy bà mà kiểu đi học ấy, lúc nào cũng cầm theo cái gương này, lúc nào đi học ở trong lớp học có cái gương luôn, vừa học cũng vừa mở lôi ra soi gương, buồn cười lắm. Còn à, ngày trước hồi ngày xưa bọn tôi đi học ở bên kia ấy, kiểu trẻ con bọn trai trai ở bên nước ngoài ấy, tầm 14-15 tuổi là nó đã nệ rồi, nó đã sớm lắm luôn. Ở bên đấy kiểu nói chung là ở bên đấy bọn nó được giáo dục về giới tính sớm ấy, cho nên nhiều đứa tầm 14-15 tuổi là nó đã vào việc rồi, có đứa 15-16 tuổi đã vào việc rồi. Thế xong rồi là ngày xưa có một cặp yêu nhau, bọn nó yêu nhau mấy năm hơn, từ hồi nó mới 15 tuổi đến lúc mà nó từ hồi nó 13 tuổi, yêu nhau đến tận 15 tuổi. Xong kiểu hai đứa đấy cứ đi ngủ trường biết thằng kia có mỗi một con người yêu đi kể cả trường là người yêu tao có mỗi một bên. Thế xong ngày hôm sau cả trường biết thằng kia có mỗi một hòn thôi. Chồng bọn nó bảo là chồng bao nhiêu tuổi vào việc, ngày xưa anh bao nhiêu tuổi vào việc? 21 á? Nhưng mà ngày xưa là trong những cái bà chị ở bác cổ đó mà điền lần đầu vui lắm. Bây giờ cậu đang nhớ lại lần đầu tiên của cậu ấy, đang hoài niệm mà. Đại học năm nhất anh Long vào việc á? Anh Long có học đại học đâu? Nói đại học năm nhất là để hình dung được tuổi cho nhanh. Đại học năm nhất học kỳ anh kể chuyện năm lớp 8 anh đi thi học kỳ à? Đi thi học kỳ đến muộn anh bỏ học luôn. Đi đút rồi đấy. Quên đi thi đút luôn. Quên không đi thi. Nghỉ học luôn. Từ hôm đấy là chồng bỏ luôn. Không đi học nữa. Vào năm trước thì là vào năm học khai giảng ấy, thì đến trường ngồi xếp hàng sân trường là xong đi. Ai mà đút rồi là vào lớp này, lúc mình vào lớp làm khờ. Bỏ đang đông thì rất chạy về luôn. Đóng còn đi xanh đi về luôn. Về bảo mẹ con đút. Con người có tư chẳng cao. Đút nghỉ luôn. Cái con mà hôm mà đúc. Ôi hôm đi gặp cái con đúc cùng ấy. Mọi người nhìn cụ đáng yêu không? Gặp đồ Đà Nẵng á. Đúc luôn. Gặp bà mình.
con gái cùng lớp với anh á? Đúng rồi. Nhưng mà anh có đam mê với điện không? Ông anh Long này có một đam mê với ngành sửa điện. Nhờ bảo là ngày xưa anh đi sửa điện suốt ngày bị giật. Điện là giật, đéo được giật. Thế anh chả bảo là anh chẳng bị giật suốt nghỉ. Giật về lên nhà bạn chơi với cả ở nhà bị điện giật chứ ai đi học điện mà bị điện. Thế sao lên nhà bạn chơi bị điện giật? Nó hở điện, cái dây điện hôm qua nó hở đi lên. Bồi dâm quá người luôn. Anh chả bảo là ngày xưa anh đi học điện anh có bị giật gì. Thế cho nên là bây giờ mới gọi điện anh là... ai cho đi thực hành điện thật. Toàn kiểu cho vào cái bảng gỗ nhựa đấu công tơ với